Xin kính chào quý bà con. Và để tìm hiểu về bệnh đóng dấu chân lợn thì xin giới thiệu bà con là một trong những cái bệnh tích của bệnh đóng dấu, rất giống với những cái bệnh viêm da ở trên gia súc hoặc gia cầm. Trên gia súc thì đấu với bệnh đặc trưng của đóng dấu thì cái lốt của nó này ở trên cái lưng này, da mỏng này, bụng này, hoặc là khi mà heo mẹ cho con bú thì có hiện tượng bên trên bầu vú này. Và đặc biệt này, cái lốt của nó này có những cái lốt tròn đặc biệt của bệnh đóng dấu, đó chính là lốt tròn, lốt vuông hoặc lốt hình chữ nhật, tròn, tam giác, vuông và nhật. Thì đặc biệt là bệnh đóng dấu thì nó sẽ có hiện tượng là giống những dấu tròn này, nó có vuông này, tam giác này và chữ nhật. Thì đây là cái dấu hiệu đặc trưng của bệnh đóng dấu để chúng ta có thể phân biệt với các bệnh viêm da hoặc là bệnh ngoài da khác nhau của con gia súc. Thì đối với cái bệnh này thì hầu hết là do môi trường ẩm hoặc là do con vi khuẩn đóng dấu với bệnh đó. Thì nào, bà con chúng ta sẽ sử dụng cái phác đồ đó, ngày 1, ngày 2, ngày 3 chúng ta điều trị đóng dấu bằng 1cc sepquina còng cộng với 1ml dịch chiết, dùng cho 10 cân tải trọng. Và chúng ta sử dụng phun sát trùng để kiểm soát những cái vi khuẩn gây bệnh hoặc là những cái vi khuẩn gây phát của những cái bệnh đóng dấu này. Cái bệnh đóng dấu này thì gần như nó sẽ không làm chết con gia súc của chúng ta, nhưng những cái đóng dấu này nó sinh ra những cái vết mủ loét, nó có thể ngấm vào trong tế bào gan, thận, là nách, hoặc là ngấm vào trong tế bào phổi của con lợn chúng ta, làm chúng ta bị suy hô hấp này và bị viêm nhiễm kéo dài, thì làm cho vật nuôi chúng ta nhanh chết. Thì chúng ta dùng cái phác đồ này để kiểm soát là vừa hạ sốt vừa tăng sức đề kháng và kiểm soát được cái viêm nhiễm. Và đặc biệt thì vô sát trùng kia thì chúng ta phun được trực tiếp lên bầu vú này, lên heo con này, để kiểm soát cái bệnh đóng dấu này lây lan ngoài môi trường. Nếu chúng ta không kiểm soát cái hiện tượng mụn ngoài môi trường này thì cái đàn sau của chúng ta nguy cơ sẽ bị bệnh đóng dấu khá là cao. Nên là đây là cái phác đồ chúng ta vừa điều trị cá thể vừa điều trị môi trường lây truyền, thì chúng ta có thể tham khảo phác đồ này để chúng ta điều trị bệnh đóng dấu chân lợn. Nếu anh chị em nào chúng ta có cái phác đồ hay hơn hoặc hiệu quả hơn thì có thể chia sẻ với em Huyền để chúng ta cùng giao lưu và trao đổi những cái kiến thức hay ở trong môi trường chăn nuôi, giúp cho bà con chúng ta tiếp cận được những cái kiến thức điều trị mới hiệu quả và tăng cái hiệu quả của chăn nuôi lên.